Ok các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Thắng TV nha. Thì hôm nay Thắng không ra ngoài sân bóng quay nữa, mà hôm nay là Thắng sẽ có mấy cái đồ chơi rất là đặc biệt ấy. Thì mấy cái đồ chơi này cần bóng tối cơ chứ không cần ánh sáng, nên là Thắng sẽ không ra sân bóng như là mọi hôm nữa. Và các bạn thấy đấy, ở trên bàn của Thắng đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 chiếc đèn pin. Đây không phải là đèn pin bình thường đâu nha, mà đây là những cái kẹo. Thì bên trong những đèn pin này có kẹo mà nó còn sáng được nữa. Nói chung là nó vừa sáng được mà nó vừa có kẹo để ăn nữa. Thì ở trong hộp ấy, người ta cũng có tặng Thắng hai cái gói này, là hai cái gói thạch, kẹo thạch dai dai, kẹo thạch mà hai cái con Thắng chưa ăn bao giờ luôn. Thế nào bây giờ Thắng cũng thử ăn xem là hai cái kẹo thạch dai dai là như thế nào nhá. Bây giờ sẽ xé nó ra. Thật từ bé giờ chưa ăn cái này bao giờ luôn. À, trời ơi, nó cũng giống thạch này mọi người này. Đây là vị dứa. Ui trời ơi, thì ra nó cũng như kiểu là một miếng thạch thôi. Vị dứa nha. Chả khác gì thạch cả. Còn một vị nữa, nhưng mà tôi không biết vị này là vị gì, bởi vì nó không có hình. À đây, cái này là vị gì nhỉ? Cái này là quả gì? Quả me, vị me này. Chắc chắn là nó sẽ chua. Cái gói này thì lại không có cái chỗ để xé. Uầy, công nhận thật, bạn phải xé bằng răng rồi. Ôi, này thì nó có màu trong suốt này mọi người này. Xong hai gói thạch ăn cực kỳ là ngon luôn. Bây giờ mới biết là có thạch kiểu dạng kẹo như này. Rồi thì đó là hai gói kẹo mà người ta tặng thêm cho Thắng. Thì bây giờ Thắng review những cái chiếc kẹo đèn pin xem nhé các bạn nhá. Rồi bây giờ Thắng sẽ xem. Thắng để gọn hết vô đây đã. Còn để ra đây là nó che hết cả mặt của Thắng. Ôi xịn quá. Thắng sẽ bóc cái kẹo này ra đầu tiên này. Thế nào, Thắng nhìn ở bên ngoài nha các bạn nha. Ở bên ngoài thì nó cũng chả có gì đặc biệt. Nó có mỗi cái ký hiệu 100 như thế này luôn. Hình như ấy, cái ký hiệu này là cái hình mà cái đèn này nó sẽ bấm ra này. Nhưng mà cái đèn này Thắng sẽ để sau. Bây giờ bóc kẹo ra nha mọi người nha. Đây. Công nhận là trên đây này nó có nhiều kẹo lạ thật. Xoáy. Ui, trời ơi mọi người nhìn này, đây không phải pin đâu nha, đây là kẹo sao ấy, đây là thạch sao này. Trời ơi, để Thắng xem lại cái bao bì đã phải không, hay là mà Thắng nhìn nó như kiểu là slime ấy, không phải là kẹo. Xem nào. Sản phẩm này, đèn pin Naze Pop siêu hot. Oh, một gói thạch dai dai, một gói thạch dai dai. Oh, oh, cái này nó là cái gì vậy mọi người, Thắng thử xem nhá. Oh, mở nó ra xem nào. Cái này Thắng nhìn như kiểu ui. À, các bạn luôn là kẹo nha, là kẹo mút nha. Nó là kẹo mút nha, nhưng mà nó là vị gì ấy. Trời ơi, Thắng cứ tưởng là salam cơ. Rồi, để đây. Kẹo mút nha. Và cái điều quan trọng ấy, bạn nhìn này. Cái hình này là cái hình con ngựa bạn ạ. Đây tôi xoay nha các bạn nha. Ui, phải cao hơn thì hình nó mới to này. Còn thấp xuống là hình này sẽ bé tí. Càng thấp thì nó càng lét, nhưng mà nó càng bé. Thấp quá thì lại không ra cái hình gì. Ui, đây là cái con ngựa nha. Và cái con ngựa này nó có sừng nè. Rồi thằng bấm lại thế nào. Ui, ghê chưa. Rồi, vậy là cái đèn pin này của Thắng nha, là nó hình con ngựa này, Thắng để đây. Bây giờ Thắng sẽ bóc cái hình tiếp theo. Cái kẹo này chắc là bị dâu rồi, màu đỏ chắc là bị dâu rồi. Xoáy nó ra. Ok. Kẹo mút nha, Thắng đã ăn rồi nên là Thắng sẽ không ăn nữa. Thắng chỉ review cái đèn thôi. Tiếp tục. Wow. Đố các bạn biết đây là hình con gì.
đây là con mèo này. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái râu. Mắt của nó, cái biểu cảm của nó là đang ngạc nhiên. Trời ơi, cho lát lên này, ui trời ơi. Ăn kẹo nói khó quá nên bây giờ thằng mày nhẹ ra để nói cho nó dễ. Tiếp theo là đến cái đèn pin màu này tiếp. Đây là cái màu đỏ nha mọi người nha. Oh, cái kẹo mút này nó lại khác vài cái kẹo mút này nè. Thì cái kẹo mút này nó có kiểu như là có chấm chấm bên trong, nhưng mà kẹo mút này nó đặc hơn nè mọi người nè. Thấy không? Ba kẹo mút khác nhau luôn. Ok, vậy xong nha. Bây giờ lại review đèn nữa. Cái hình này là một cái hình icon rất là hay luôn nè mọi người nè. Ui giời, nhìn đã 22 rồi. Một cái hình icon ở trên Facebook nè. Mắt to, mắt bé và cái lưỡi nó thè ra. Đẹp chưa? Đấy chưa? Để kết hợp nha. Kết hợp với cái hình này. Ui. Ú. Xong. Thôi, đặt hai cái này ra đây. Tiếp theo, Thắng còn nhiều đèn lắm rồi. Kẹo là Thắng sẽ để bên này nhá. Kẹo là Thắng sẽ để bên này. Cái này để còn bên này. Ok mọi người ơi. Wow. Kẹo giống nhau này. Ui trời ơi, cái này dính quá mọi người. Sáng nha, các bạn thấy đây hình gì không? Các bạn thấy hình gì không? Chắc không thấy đâu. Bây giờ Thắng soi ra đây thì các bạn mới thấy này. Đây là hình 100 điểm. Hình 100 điểm là mọi người ạ. Thấp xuống thì nó lét hơn. 100 điểm, ok. Đặt cái này ở đây. Thắng còn 4 cái đèn nữa. Tiếp theo, chắc là kẹo trong này nó giống nhau hết. Rồi, cái này giống nhau hết mọi người ạ. Tiếp theo xem là hình gì mọi người nhá. Hình này vẫn là một cái hình icon Facebook. Đây, Thắng cho mọi người xem này. Úi, cái hình này là cái hình mắt lườm nha các bạn nha. Mắt lườm này bây giờ đâu nhỉ? Cái hình mà mặt cười của Thắng đâu nhá. Hình mặt cười đây. Đây này. Thắng biết rồi các bạn nha. Úi. Cười lè lên nó thì là nó bị lườm cho. Kết hợp vào với nhau nào. Hay ghê nào. Cái đèn bên này thì sáng hơn mọi người. Cái đèn này thì nó yếu hơn. Để đây. Tiếp theo, Thắng biết cho mọi người nha. Đây này. Mỗi cái đèn pin ấy thì nó sẽ có một cái mặt như thế này, tương ứng với cái hình là nó sẽ phi ra. Kẹo này. Kẹo tiếp nha. Rồi, cái mặt này sẽ là mặt con mèo kiểu ngạc nhiên. Mặt này có rồi mọi người ạ. Đó, mặt này có rồi nha. Thắng có cái mặt này rồi. Lên là Thắng sẽ không soi nhiều nữa. Nhưng mà cái đèn này nó nghe có vẻ nó yếu hơn. Hay là có phải bóc ở cái đầu này đâu nhỉ? Không phải bóc đâu. Không phải bóc đâu. Ok, cất vào đây. Ui, 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 theo đó. Rồi. Tiếp theo đến cái đèn màu xanh da trời này nữa. Đó. Trời ơi, kẹo này chỉ có hai màu thôi, đó là màu đỏ và màu xanh da trời này. Xem nha, các bạn xem hình gì nha. Hình này thì vẫn là hình 100 điểm này. Thôi các bạn xem này. Ở cái mắt kính của nó này là lồi lồi nha mọi người ạ. Lồi lồi này. Chắc là cái hình ở trong cái mắt kính này thôi. Soi nào. Hình này là hình con ngựa này. Cứ hình 100 điểm là hình con ngựa này mọi người ạ. Đây. Hình con ngựa này đây. Cho hai con ngựa nhá. Đó. Hai con ngựa luôn. Rồi, hai con ngựa với hai cây sừng. Cho nó to nhỏ. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Rồi, cất đi. Bây giờ còn một cái đèn cuối cùng nữa các bạn ạ. Còn một cái đèn cuối cùng nữa. Cái kẹo này thì không nói đâu. À các bạn ơi, có ba loại kẹo cơ. Đây nhá. Ba loại kẹo cơ. Đây, kẹo đục này. Wow. 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 Kẹo đục này và kẹo trong suốt này. Và cái kẹo màu xanh da trời trong suốt luôn. Mấy kẹo này kẹo mút này nó ăn dính quá, sợ nó dính rồi. Thế nào? Hình này thì vẫn là cái hình mặt cười này, nè này. Với cả có hình cục xít nữa, không biết là có phải có hình cục xít không. Đặc biệt sẽ bấm vào mọi người. Sau hình này có rồi. Đây. Ý. Vào cái lần trắng nó dễ hơn cơ. Đây chưa? Soi người của Thắng này. Như kiểu là cái tia laser luôn đấy. Rồi các bạn ơi, bây giờ là Thắng sẽ mổ cái đèn pin này ra xem là bên trong nó có cái gì mà nó tạo được cái hình hình như thế nhá. Thắng sẽ bóc cái lớp vỏ của nó ra. Ui.
cái lớp vỏ này nó cứ dính chặt cơ. À đây. À, bắt đầu đến cái phần này mới là đèn pin này mọi người này. Xoáy tiếp nó ra. Hình như là tháo được ra sao ấy. Thôi có ốc nha, có ốc nha. Có ốc nha. Đây nè, ta xoáy ốc của nó ra nha các bạn nha. May quá, thằng mua ô tô lên là bây giờ thằng có hai cái tô vít luôn. Tô vít này to quá không được rồi. Trời ơi, các ơi nhìn này, cái đèn pin này nó đơn giản cực kỳ luôn, nó chẳng có cái gì. Có mỗi một cái mắt này, và chắc chắn cái mắt này nó sẽ tạo ra những cái hình mà cái hình con ngựa, hình mặt cười đó đấy. Đây, còn cái đèn này nó bình thường thôi, bây giờ tao bỏ cái mắt này ra nha các bạn nha. Ôi, cái mắt này cái kính lúp ấy. Thì thằng chả thấy cái gì ở trong cái mắt này cả. Thằng chẳng thấy cái gì trong cái mắt này luôn. Thôi, còn cái đèn này thì nó sáng bình thường thôi. Thế nha, bây giờ là thằng bỏ cái mắt ra, thằng ấn xem này các bạn nhìn có hình gì nhá. Đấy, thấy chưa? Chả có hình gì luôn. Nhưng mà thằng để cái mắt này các bạn này. Để cái mắt vào đây. Từ, bóc cái này ra, đánh xuống. Để cái mắt vào đây này, các bạn nhìn nhé. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn thấy có hình nhờ. Nhưng mà tay của nó che hết rồi. Thấy chưa? Để gần cho rõ nha. Nói chung là phải qua cái mắt này thì mới có hình. Rồi nhá, hôm nay thằng đã cho các bạn xem 8 cái đèn pin mà soi ra hình của thằng rồi. Vừa được ăn này, vừa có cái đồ chơi để nghịch. Thấy chưa? Vừa có đồ chơi để nghịch. Thì bây giờ thằng đã kết thúc cái video tại đây đây. Và hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái video sau nhá. Bye bye.